Nhân kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội 4 tháng 10 năm 2002, 4 tháng 10 năm 2023, chiều ngày 3 tháng 10, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh. Sau 21 năm thành lập, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh đã phát triển được 94 điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn và 2.631 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đây là cánh tay nối dài trong hoạt động tín dụng chính sách, là cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh là 3.673 tỷ đồng, tăng 3.575 tỷ đồng, tương đương 36,5 lần so với ngày mới thành lập. Ghi nhận và biểu dương những kết quả Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh đã đạt được, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc tập thể cán bộ, nhân viên của ngân hàng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu được giao, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.